Xe mới mà đã phải băng bó này, như đi chưa là chấn thương chỉnh hình, đi đang đi chữa trị ấy nhỉ. Không phải đâu nha anh em nhá, đây là cái công đoạn mà bên em đang tiến hành để đánh bóng toàn bộ xử lý bề mặt xe này, để mà phủ cái ceramic tăng độ bóng bảo vệ bề mặt sơn cho anh em. Thì ở đây tại sao lại băng như này, anh em có thể nhìn thấy đây là những cái chi tiết nhựa đen và nhựa sần ấy. Khi mà anh em đánh bóng quẹt qua đây nó sẽ làm bạc cái phần nhựa này đi và xước cái phần mạ chrome này. Đấy, anh em đây là khi mà bên em đây anh em có thể thấy toàn bộ xe đều sẽ được dán vào những chi tiết vào nhựa sần, nhựa đen, nhựa bóng thì sẽ được dán hết vào như này để bảo vệ cho anh em khi mà đánh đánh bóng chẳng may nó quẹt vào cái nhựa đen này thì đang đi làm đẹp tự nhiên nó lại hay xấu đi. Đấy, rất là mất thẩm mỹ, nên là khi mà vào đánh bóng bên em sẽ có băng kín những khu vực này vào để đánh bóng đảm bảo an toàn cho anh em và đảm bảo thẩm mỹ cho anh em. Còn đánh bóng thì nó sẽ có rất là nhiều dòng si, mà nếu mà anh em mà theo dõi kênh của em rồi thì anh em có thể biết là có rất là nhiều loại si và loại phớt để đánh bóng tăng cái độ bóng cho sâu cho bề mặt sơn của chiếc xe này. Thì cái chiếc xe này đang tiến hành phủ ceramic GB của Mỹ, thì cái này sẽ phủ gói nâng cao thì sẽ là phủ hai lớp cho chiếc xe này với chi phí rơi vào khoảng độ 8 đến 9 triệu, 9 đến 10 triệu cho một cái dòng một xe này, và cái thời gian chăm sóc cho anh em là 18 tháng thì vừa phủ toàn bộ bề mặt xe này cho anh em nhé. Đấy, anh em nào mà muốn làm đẹp xe nhá, ngoài cái phủ ceramic này ra bên em còn dán cả PVF nữa. Đấy, nên là anh em nào muốn chăm sóc tốt cho cái bề mặt sơn của mình thì hãy giải có thể chọn một trong hai phương án đấy, một là phủ ceramic, hai là dán PVF cho về trước xe của mình để bảo vệ tốt hơn. Còn anh em biết phủ ceramic ở đâu ạ? Gara to nhất Thái Nguyên đây, Akala Thái Nguyên anh em nhá.